Thưa quý vị, những biến động mạnh của thị trường chứng khoán thời gian qua cho thấy đây không phải là nơi nhà đầu tư có thể dễ dàng kiếm lời nếu không trang bị đủ kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm. Và khi thị trường càng khó, nhà đầu tư càng trở nên thận trọng hơn. Nhiều người chỉ giải ngân khi cổ phiếu đáp ứng được các tiêu chí trong đầu tư như tính thanh khoản, cơ hội phát triển trong kinh doanh. Điều đó sẽ giúp nhà đầu tư không chỉ bảo toàn được vốn mà còn có cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường hồi phục, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Trải qua biến động mạnh của thị trường trong tháng 10, khi VN Index giảm gần 11%, mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm, nên các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Cổ phiếu được lựa chọn đầu tư phải đáp ứng được một số tiêu chí như tăng trưởng, thanh khoản. Kết quả kinh doanh nó phải ở một cái ngưỡng đấy, không quá là xấu. Thứ tiếp theo là cái mức độ chiết khấu của nó đã đủ lớn để tôi có thể mua vào và kỳ vọng sẽ có những cái nhịp tăng, nhịp hồi vào cuối năm. Tốt nhất là vẫn nên ăn chắc mặc bền trong thị trường này, không nên chủ quan. Qua một quá trình thì hiện tại tôi đang lựa chọn cho mình cái phương pháp là chọn những cổ phiếu có cái nền cơ bản tốt, không lựa chọn theo dòng đầu cơ nữa và cứ ăn chắc mặc bền thôi. Theo các chuyên gia chứng khoán, thực hiện phương pháp đầu tư ăn chắc mặc bền trong giai đoạn hiện nay là phù hợp khi thị trường vẫn chưa xác định rõ xu hướng, giữ các cổ phiếu của doanh nghiệp đảm bảo về dòng tiền, thanh khoản, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận. Không chỉ an toàn về vốn cho nhà đầu tư trước những biến động của thị trường mà còn có thể mang lại lợi nhuận tốt. Tiêu chí đầu tiên chúng ta phải nhìn là đó là dòng tiền. Trong cái thời kỳ khó khăn như hiện tại, nguồn vốn tín dụng cũng khó vay, triển vọng kinh doanh cũng kém hơn. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp nào mà có dòng tiền đều đặn, dòng tiền tốt và người ta có thể kỳ vọng cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đấy được giữ vững trong tương lai, thì cái những doanh nghiệp đó xứng đáng để được nắm giữ dài hạn và được đầu tư trong giai đoạn biến động như hiện nay. Nếu như nhà đầu tư mà đầu tư một cách bài bản theo phương pháp mà cơ bản và hay là kỹ thuật ấy, thì nên có nền tảng là tìm hiểu doanh nghiệp. Và một cái doanh nghiệp tốt ấy, thì bản chất là cái lợi nhuận của nó sẽ phải tăng trưởng. Thứ hai ấy, là cái vĩ mô của các ngành nghề thực sự là nó có cái gì nó ủng hộ hay chưa. Như vậy chúng ta mới quyết định là nên đầu tư hay không. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thị trường trong thời gian tới sẽ bước vào giai đoạn tích lũy. Đó cũng chính là khoảng thời gian quý báu để nhà đầu tư xác định phương pháp đầu tư cũng như cơ cấu lại danh mục. Trong cái giai đoạn tích lũy, nó cũng tương đồng với cả cái hành động của nhà đầu tư. Đấy rằng là nên đầu tư một cách chậm rãi và có tầm nhìn nó dài hạn hơn. Còn đầu cơ là trong những con sóng tăng nhỏ thì vẫn có thể tìm kiếm được lợi nhuận, nhưng mà về bản chất thì nó sẽ không quá là bền. Trong cái nhịp hồi, khi chỉ số hồi lên trên cái vùng về những cái vùng kháng cự thì chúng ta cần thực hiện cơ cấu lại danh mục để đảm bảo là đưa cái tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của chúng ta về cái mức an toàn. Cổ phiếu nó đã vi phạm các cái ngưỡng cắt lỗ của chúng ta rồi thì chúng ta cũng nên mạnh tay bán ra để đề phòng cái việc là có thể có chịu những cái khoản lỗ sâu hơn. Thị trường chứng khoán là thị trường của niềm tin và kỳ vọng. Từ nay đến cuối năm, vẫn còn nhiều cơ hội dành cho nhà đầu tư kiên trì và bản lĩnh. Công ty chứng khoán VN Direct cho biết, giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn trong tháng 10 vừa qua đạt khoảng 12.336 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng trước. Theo ước tính của VN Direct, trong tháng 11 năm 2023 sẽ có khoảng hơn 8.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, thấp hơn đáng kể so với giá trị đáo hạn trong các tháng vừa qua. Còn về phát hành, đã bắt đầu phục hồi từ tháng 7, riêng các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam đã huy động khoảng 55.600 tỷ đồng, tương đương 2,28 tỷ đô la Mỹ trái phiếu thông qua phát hành riêng lẻ trong 9 tháng đầu năm nay. Còn theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm 2023, có 70 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 180.400 tỷ đồng, giảm 45,1% so với cùng kỳ năm 2022. Còn theo Bộ Tài chính, thì khối lượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn 3 tháng cuối năm 2023 ước khoảng 61.600 tỷ đồng. Hội đồng Vàng Thế giới WGO vừa công bố báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý 3. Trong đó, ghi nhận nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam duy trì ổn định trong quý này, nhưng giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu trang sức trong nước giảm 14% so với cùng kỳ, xuống còn 11,9 tấn trong quý 3 năm 2023 so với 12 tấn trong quý 3 năm 2022. Nguyên nhân, lạm phát cao cùng mức độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn kỳ vọng đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thị trường vàng được bù đắp bởi sự tăng trưởng nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng.
với mức chênh lệch 4% so với cùng kỳ, từ 8,5 tấn trong quý 3 năm 2022 lên 8,8 tấn trong quý 3 năm 2023. Chính phủ vừa có nghị quyết về đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội liên quan việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT như đề nghị của Bộ Tài chính cho một số nhóm hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, chính phủ đề nghị giảm 2% thuế VAT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Cụ thể, tiếp tục xem giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu như đã áp dụng năm 2023, tiếp tục rà soát giảm mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí. Chính phủ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc tiếp tục giảm thuế VAT sau thời điểm 30 tháng 6 năm 2024. Sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục xu hướng tích cực hơn tháng trước khi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tháng 10 năm 2023 ước tăng 5,5% so với tháng 9 và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng IIP trong tháng 10 là mức tăng cao nhất trong 7 tháng qua. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số IIP tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022, ngành khai khoáng giảm 5,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,6%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,2%. Tuy nhiên, những khó khăn từ suy giảm kinh tế toàn cầu, đặc biệt từ những tháng đầu năm, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất công nghiệp tính chung 10 tháng năm 2023. IP 10 tháng ước tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2022. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 181 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi vốn để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó, vốn dự kiến không giải ngân hết của 4 chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội được điều chỉnh tối đa là 15.500 tỷ đồng. Để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, đảm bảo tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi theo đúng nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tối đa là 38.400 tỷ đồng và các chính sách liên quan. Người nhận hỗ trợ gồm người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành tạo động lực cho phục hồi và phát triển nền kinh tế. Nhiều quốc gia đang gom mua lượng gạo lớn để tăng dự trữ, khiến giá gạo tăng phi mã. Với Việt Nam, giá lúa gạo nội địa cũng như giá xuất khẩu của nước ta liên tiếp vượt qua các kỷ lục trước đó và hiện là quốc gia có mức giá gạo xuất khẩu cao nhất thế giới. Theo cập nhật mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn mức đỉnh hồi tháng 8 năm nay, lên mức 653 đô la Mỹ một tấn. Mức giá này cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 93 đô la Mỹ một tấn, Pakistan 90 đô la Mỹ một tấn. Đây là mức giá cao nhất của gạo Việt Nam kể từ khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo vào cuối tháng 7 vừa qua và là mức cao nhất 15 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam chính thức lập kỷ lục 4 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 10 tháng năm 2023. Đây cũng là con số cao nhất sau 34 năm gạo Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới. Không chỉ gạo được giá, hiện nay sầu riêng đang vào cuối vụ, khan hiếm nên giá cũng tăng cao. Với mức giá như hiện nay, nhà vườn trồng trung bình 5 đến 6 công sầu riêng có thể thu lợi nhuận cả tỷ đồng. Hiện tại, các thương lái thu mua sầu riêng Monthong với giá từ 130.000 đồng đến 135.000 đồng 1 kg, sầu riêng G6 từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng 1 kg. Giá sầu riêng tăng do nguồn cung hạn chế, bởi hiện sầu riêng đã vào cuối mùa và vụ nghịch thì chưa vào thu hoạch rộ. Bên cạnh Trung Quốc, thì xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam hiện được đẩy mạnh sang các nước như Mỹ, Canada, Pháp, Italia. Dự báo xuất khẩu sầu riêng năm 2023 có thể đạt kim ngạch 1,8 đến 2 tỷ đô la Mỹ. Với mức giá như hiện nay, nhà vườn trồng trung bình từ 5 đến 6 công sầu riêng có thể thu lợi nhuận cả tỷ đồng. Niềm vui của người nông dân càng lớn khi từ nay đến cuối năm, sầu riêng xuất khẩu có nhiều lợi thế bởi nhu cầu tiêu dùng cuối năm ở Trung Quốc, thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Việt Nam sẽ tăng cao. Bộ Công Thương đang xây dựng chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Hiện nay, một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán nhằm bảo đảm cung ứng hàng hóa cho người dân tốt nhất với giá cả bình ổn.
Dự báo Tết năm nay, lượng hàng tại hệ thống siêu thị tăng khoảng 30% so với cùng kỳ và tăng 50% so với ngày bình thường. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay. Trước mắt, triển khai ngay tại các sân bay có lưu lượng lớn thường xuyên xảy ra ùn tắc. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, lượng phương tiện ra vào các sân bay rất lớn, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 16.000 đến 20.000 lượt xe qua trạm thu phí sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, cao gấp hơn 2 lần lượng phương tiện giao thông qua một trạm thu phí đường bộ. Trong khi đó, việc thu phí bằng thủ công thường xuyên gây ách tắc, bức xúc cho tài xế, hành khách, ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia khi các trạm thu phí sân bay là cửa ngõ đầu tiên đón khách quốc tế về. Việc mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay giúp hiện đại hóa kết cấu hạ tầng hàng không, phù hợp với xu thế phát triển về hạn chế sử dụng tiền mặt của Việt Nam. Tự tin em bán thêm vì em có được sự hỗ trợ công thức nấu ăn từ đầu bếp Maggie, có thể làm ra thêm được nhiều cái món mới để cho cái menu của mình nó đa dạng hơn, cái món ăn của em nó được cải thiện tốt hơn và khách có phản hồi rất là tốt, số lượng khách quay lại rất là nhiều và cũng có giới thiệu cho nhiều khách mới, cái tiền lời của em nó có thể tăng lên nhiều hơn, một cái tiền vốn nó sẽ ít lại một xíu. Maggie nó tài trợ được cái chiếc xe rất là dễ thương, đi ngang khách hàng người ta rất là thích, nó nói xe đâu mà đẹp quá vậy đó. Trong phần tiếp theo của chương trình, trong dự thảo sửa đổi quyết định 24 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, giá điện được đề xuất điều chỉnh 3 tháng một lần. Người dân cần cẩn trọng với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, tạo ảnh từ phần mềm AI do có thể lộ lọt nhiều thông tin cá nhân. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định trong kiểm định xe, nâng cao chất lượng kiểm định. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về dự thảo sửa đổi quyết định 24 của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Giá điện được đề xuất có thể điều chỉnh 3 tháng một lần. Theo Bộ Công Thương, nhằm giảm thiểu tác động tới kinh tế vĩ mô và khách hàng sử dụng điện, cần xem xét tới việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện. Việc này vừa đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều, có thể gây ảnh hưởng đến cân bằng tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cũng như dần đưa giá điện thích ứng với sự biến động của các thông số đầu vào. Ngoài ra, việc áp dụng chu kỳ điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần cũng phù hợp với chu kỳ họp của Ban chỉ đạo điều hành giá là mỗi quý một lần, giúp việc điều hành giá điện linh hoạt, hiệu quả hơn với tình hình kinh tế vĩ mô ở từng giai đoạn. Rạng sáng ngày 5 tháng 11, Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà thầu đã tiến hành lắp đặt dầm cầu bộ hành đầu tiên của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên tại ga khu công nghệ cao Thành phố Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu bộ hành là hạng mục xây dựng kết cấu cuối cùng và cực kỳ quan trọng, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án metro trong thời gian tới. Nhánh phải cầu bộ hành nhà ga khu công nghệ cao có tổng chiều dài khoảng 80 m, được bắc ngang từ đường song hành xa lộ Hà Nội nối trực tiếp với nhà ga. Đây là cầu bộ hành đầu tiên được lắp đặt trong toàn bộ 9 cầu của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.
Thiết kế cầu bộ hành có hình dáng tương tự nhà ga, dầm bê tông phối hợp với kết cấu mái thép nhằm đảm bảo tiêu chí thẩm mỹ. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM sẽ tiến hành lắp đặt dầm cầu bộ hành ga Bình Thái vào tháng 12 năm 2023, ga Phước Long và Rạch Chiếc tháng 1 năm 2024 và ga Tân Cảng tháng 2 năm 2024. Công viên phần mềm số 2 được thành phố Đà Nẵng đầu tư bằng vốn ngân sách gần 1.000 tỷ đồng. Thế nhưng khi hoàn thành lại không thể đưa vào sử dụng vì chưa có quy định pháp luật đối với loại tài sản công này. Hệ quả là công trình xây xong rồi để đó. Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng có tổng diện tích hơn 28.000 m2, được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2020 tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Dự án gồm khối tòa nhà văn phòng ICT 20 tầng, khối tòa nhà văn phòng trụ sở 8 tầng, khối tòa nhà văn phòng trụ sở kết hợp khu cà phê 8 tầng, cùng hệ thống sân bãi, giao thông nội bộ, cảnh quan cây xanh thảm cỏ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Hiện nay dự án đã cơ bản hoàn thành phần thô nhưng phải tạm dừng do vướng mắc về quy định của pháp luật. Khi triển khai dự án này, chưa có quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công viên phần mềm. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, nhu cầu các doanh nghiệp đăng ký và hoạt động tại khu công viên phần mềm số 2 rất lớn, thậm chí vượt quy mô đã xây dựng nhưng không thể đưa vào sử dụng. Điểm nghẽn này đã được Đà Nẵng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, dự án gần 1.000 tỷ đồng này có thể hoạt động nhưng vẫn phải chờ các trình tự theo quy định. Trong lúc đó, dư luận vẫn băn khoăn về quá trình thẩm định dự án vì quy định pháp luật chưa có mà chính quyền Đà Nẵng vẫn đầu tư mới, dẫn đến tình trạng lãng phí này. Trong tháng 11, phường Vĩnh Trường sẽ hoàn thành cưỡng chế tháo dỡ 15 biệt thự xây sai quy hoạch ở dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn thành cưỡng chế 5 công trình sai phạm xây dựng trái phép tại khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Các công trình này được thực hiện cưỡng chế từ tháng 9 năm 2023. Trước đó, 3 công trình vi phạm tại dự án cũng đã hoàn thành tháo dỡ phần vi phạm. Hiện 7 công trình còn lại, chủ đầu tư đang tự tháo dỡ, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Theo kế hoạch, dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang có 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng từ 40 đến 60% và được xây dựng từ 1 đến 3 tầng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 15 công trình xây sai quy hoạch, trong đó có công trình xây đến 8 tầng, mật độ xây dựng 100%. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 15 quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ phần công trình sai phạm tại dự án. Gần đây, trào lưu chỉnh sửa ảnh, tạo ảnh như nhân vật phim hoạt hình, tạo ảnh phong cách cổ trang qua các ứng dụng đang được nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam đua nhau sử dụng. Tuy nhiên, ít người biết rằng, khi sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh này, người dùng sẽ phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin, bị lộ lọt dữ liệu cá nhân. Phóng viên chương trình có tìm hiểu và ghi nhận trong phóng sự sau đây. Ứng dụng này hiện có hơn 53.000 lượt tương tác và đang trở thành ứng dụng hàng đầu khi nhắc đến xu hướng tạo ảnh như nhân vật phim hoạt hình. Xu hướng này ngày càng có sức hút lớn và nhanh chóng được phổ biến, lan truyền tới nhiều người dùng, nhất là giới trẻ. Nhưng khi hỏi đến độ an toàn của các ứng dụng này, thì người biết, người không. Em cũng biết gần nữa, nhưng mà kiểu thấy nó ảo ảo, nó kiểu ai mè, thấy nó cũng đẹp á. Là cũng có chơi vài cái. Em thấy nó kiểu giải trí, giảm stress hơn thôi. Cái trào lưu đó hoặc là cái mấy ứng dụng thì nó sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thường thường mấy cái đó sẽ thường đi kèm với là đánh cắp thông tin của người dùng để sử dụng mục đích xấu. Cho nên là em không có sử dụng cái đó. Theo các chuyên gia, các ứng dụng này vận hành thông qua sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện khung cảnh và gương mặt, sau đó biến ảnh chụp thành tranh vẽ. Tuy nhiên, để xử lý ảnh, người dùng bắt buộc phải đồng ý để ứng dụng tải loạt hình ảnh cá nhân lên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển như hiện nay, thì cái dữ liệu khuôn mặt có thể sử dụng để tạo các hình ảnh, video giả, bạn bè, người thân, từ đó để thực hiện cái việc là lừa đảo phổ biến, ví dụ là sử dụng cái deepfake. Đây là cái chiêu trò lừa đảo trực tuyến phổ biến trong thời gian qua. Ngoài ra, cái khuôn mặt cũng có thể được các đối tượng xấu sử dụng để xác thực những cái tài khoản thanh toán, từ đó có thể là chúng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng. Thậm chí trong đó có cả những bức ảnh bao gồm các thông tin về thời gian, loại thiết bị đang sử dụng và đặc biệt là vị trí chụp bức ảnh cũng như ứng dụng cập nhật. Từ những thông tin này, người khác có thể tổng hợp ra được thói quen, lịch trình hoạt động, di chuyển của người dùng. Vì thế mọi người cần cân nhắc nếu không muốn các thông tin này bị lộ lọt. Người dùng hạn chế chia sẻ những dữ liệu, những hình ảnh cá nhân mang tính chất riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội cũng cần phải cân nhắc trước khi cài đặt các ứng dụng lạ chưa rõ nguồn gốc. Chỉ nên
sử dụng các ứng dụng có uy tín được khuyến nghị là an toàn. Cũng luôn đọc kỹ các điều khoản trước khi sử dụng, cài đặt, kiểm soát quyền truy cập. Ai cũng mong muốn có những tấm ảnh đẹp, độc lạ đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, việc cẩn trọng khi sử dụng các ứng dụng trung gian để sửa ảnh, tạo ảnh là không thừa. Nhất là khi đây là nguồn thông tin cá nhân quan trọng, tiềm ẩn nguy cơ cho nhiều mục đích khác nhau, ảnh hưởng xấu đến chính chủ khi chẳng may rơi vào tay kẻ xấu. Sáng ngày 5 tháng 11, Ban vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân. Trước đó, tổng số tiền các cá nhân, tập thể ủng hộ khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn được phường Khương Đình tiếp nhận là trên 132 tỷ đồng. Trong số tiền gần 124 tỷ đồng, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã thực hiện hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo ổn định cuộc sống cho người còn sống 700 triệu đồng mỗi người, hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong 500 triệu đồng mỗi người, hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương với tổng số tiền 15 tỷ 100 triệu đồng, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ 2 tỷ đồng mỗi cháu, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ 1 tỷ đồng mỗi cháu, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi cha mẹ còn sống 600 triệu đồng mỗi cháu. Như vậy, tổng số tiền của hai đợt hỗ trợ là 130 tỷ 120 triệu đồng. Số tiền còn lại là 2 tỷ 200 triệu đồng sẽ xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện quy định pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ chung cư mini bố trí diện tích đỗ xe như quy định đối với nhà chung cư, đảm bảo tối thiểu 6m² chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu bảo đảm khoảng cách giữa các xe, có giải pháp ngăn cháy, ngăn cách khu để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ. Khu vực sạc điện cho xe sử dụng điện phải được bố trí riêng, bảo đảm khoảng cách an toàn với phương tiện xung quanh, không được sạc pin qua đêm. Các khu chung cư phải xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ chuồng cọp, tạo lối thoát nạn trong trường hợp cháy nổ. Yêu cầu trên của Hà Nội đưa ra trong bối cảnh thành phố đang tổ chức rà soát toàn bộ chung cư mini và các công trình có nguy cơ cháy nổ cao sau vụ cháy ở quận Thanh Xuân làm 56 người tử vong. Trong 10 tháng qua, có trên 142.700 lao động thất nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh muốn nhận trợ cấp, tăng 11% so với cùng kỳ, tương đương hơn 14.000 người. Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh. Riêng trong tháng 10, đã có hơn 14.200 người mất việc nộp hồ sơ nhận trợ cấp, tăng 17% so với tháng trước. Dự báo tình hình cắt giảm lao động trên địa bàn tiếp tục tăng trong quý 4. Về trình độ lao động thất nghiệp, số liệu của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động phổ thông, không bằng cấp chứng chỉ chiếm 52%. Tỷ lệ này ở nhóm trình độ từ đại học trở lên là 36%, còn lại thuộc nhóm có chứng chỉ nghề từ sơ đến trung cấp. Về độ tuổi, ở nhóm lao động nữ, 16% người mất việc trên 40 tuổi. Tỷ lệ này ở nam là 14%. Độ tuổi 25 đến 40 chiếm số đông. Tỷ lệ lần lượt là 36% ở nữ và 26% ở nhóm nam. Trong 10 tháng qua, toàn ngành hải quan đã phát hiện và xử lý trên 14.100 vụ việc vi phạm pháp luật với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 5.700 tỷ đồng. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 10 tiếp tục có diễn biến phức tạp, đặc biệt việc vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng phương tiện vận tải, xuất nhập cảnh, gia cố hầm hàng, khoang thùng để cất giấu pháo nổ. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới có sự gia tăng đột biến về quy mô, số lượng vụ việc vi phạm. Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng đã phát hiện việc vận chuyển sách báo có nội dung không phù hợp với văn hóa của Việt Nam. 10 tháng năm 2023, ngành hải quan đã phát hiện bắt giữ và xử lý hơn 14.100 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 5.700 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 97 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách là hơn 433,5 tỷ đồng. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước thực hiện nghiêm quy định trong kiểm định xe, nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, trong đó nghiêm cấm việc tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định. Đối với trường hợp kiểm định không đạt, các đơn vị đăng kiểm phải có cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định, đồng thời lập thông báo hạng mục khiếm khuyết hư hỏng theo mẫu đã ban hành để giao cho chủ xe, không tự ý chế bản hoặc viết tay.
Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi tự ý can thiệp trực tiếp vào phần cứng, phần mềm của thiết bị, thực hiện thao tác không đúng quy trình nhằm thay đổi kết quả kiểm định, thay đổi cơ sở dữ liệu kiểm định. Cục Đăng kiểm Việt Nam nhấn mạnh, các đơn vị đăng kiểm phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này. Thưa quý vị, những biến động mạnh của thị trường chứng khoán thời gian qua cho thấy đây không phải là nơi nhà đầu tư có thể dễ dàng kiếm lời nếu không trang bị đủ kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm. Và khi thị trường càng khó, nhà đầu tư càng trở nên thận trọng hơn. Nhiều người chỉ giải ngân khi cổ phiếu đáp ứng được các tiêu chí trong đầu tư như tính thanh khoản, cơ hội phát triển trong kinh doanh. Điều đó sẽ giúp nhà đầu tư không chỉ bảo toàn được vốn mà còn có cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường hồi phục, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Trải qua biến động mạnh của thị trường trong tháng 10, khi VN Index giảm gần 11%, mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm, nên các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Cổ phiếu được lựa chọn đầu tư phải đáp ứng được một số tiêu chí như tăng trưởng, thanh khoản. Kết quả kinh doanh nó phải ở một cái ngưỡng đấy, không quá là xấu. Thứ tiếp theo là cái mức độ chiết khấu của nó đã đủ lớn để tôi có thể mua vào và kỳ vọng sẽ có những cái nhịp tăng, nhịp hồi vào cuối năm. Tốt nhất là vẫn nên ăn chắc mặc bền trong thị trường này, không nên chủ quan. Qua một quá trình thì hiện tại tôi đang lựa chọn cho mình cái phương pháp là chọn những cổ phiếu có cái nền cơ bản tốt, không lựa chọn theo dòng đầu cơ nữa và cứ ăn chắc mặc bền thôi. Theo các chuyên gia chứng khoán, thực hiện phương pháp đầu tư ăn chắc mặc bền trong giai đoạn hiện nay là phù hợp khi thị trường vẫn chưa xác định rõ xu hướng, giữ các cổ phiếu của doanh nghiệp đảm bảo về dòng tiền, thanh khoản, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận. Không chỉ an toàn về vốn cho nhà đầu tư trước những biến động của thị trường mà còn có thể mang lại lợi nhuận tốt. Tiêu chí đầu tiên chúng ta phải nhìn là đó là dòng tiền. Trong cái thời kỳ khó khăn như hiện tại, nguồn vốn tín dụng cũng khó vay, triển vọng kinh doanh cũng kém hơn. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp nào mà có dòng tiền đều đặn, dòng tiền tốt và người ta có thể kỳ vọng cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp đấy được giữ vững trong tương lai, thì cái những doanh nghiệp đó xứng đáng để được nắm giữ dài hạn và được đầu tư trong giai đoạn biến động như hiện nay. Nếu như nhà đầu tư mà đầu tư một cách bài bản theo phương pháp mà cơ bản và hay là kỹ thuật ấy, thì nên có nền tảng là tìm hiểu doanh nghiệp. Và một cái doanh nghiệp tốt ấy, thì bản chất là cái lợi nhuận của nó sẽ phải tăng trưởng. Thứ hai ấy, là cái vĩ mô của các ngành nghề thực sự là nó có cái gì nó ủng hộ hay chưa. Như vậy chúng ta mới quyết định là nên đầu tư hay không. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thị trường trong thời gian tới sẽ bước vào giai đoạn tích lũy. Đó cũng chính là khoảng thời gian quý báu để nhà đầu tư xác định phương pháp đầu tư cũng như cơ cấu lại danh mục. Trong cái giai đoạn tích lũy, nó cũng tương đồng với cả cái hành động của nhà đầu tư. Đấy rằng là nên đầu tư một cách chậm rãi và có tầm nhìn nó dài hạn hơn. Còn đầu cơ là trong những con sóng tăng nhỏ thì vẫn có thể tìm kiếm được lợi nhuận, nhưng mà về bản chất thì nó sẽ không quá là bền. Trong các nhịp hồi, khi chỉ số hồi lên trên cái vùng về những cái vùng kháng cự thì chúng ta cần thực hiện cơ cấu lại danh mục để đảm bảo là đưa cái tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục của chúng ta về được cái mức an toàn. Cổ phiếu nó đã vi phạm các cái ngưỡng cắt lỗ của chúng ta rồi thì chúng ta cũng nên mạnh tay bán ra để đề phòng cái việc là có thể có chịu những cái khoản lỗ sâu hơn. Thị trường chứng khoán là thị trường của niềm tin và kỳ vọng. Từ nay đến cuối năm, vẫn còn nhiều cơ hội dành cho nhà đầu tư kiên trì và bản lĩnh. Công ty chứng khoán VN Direct cho biết, giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn trong tháng 10 vừa qua đạt khoảng 12.336 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng trước. Theo ước tính của VN Direct, trong tháng 11 năm 2023 sẽ có khoảng hơn 8.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, thấp hơn đáng kể so với giá trị đáo hạn trong các tháng vừa qua. Còn về phát hành, đã bắt đầu phục hồi từ tháng 7, riêng các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam đã huy động khoảng 55.600 tỷ đồng, tương đương 2,28 tỷ đô la Mỹ trái phiếu thông qua phát hành riêng lẻ trong 9 tháng đầu năm nay. Còn theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm 2023, có 70 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 180.400 tỷ đồng, giảm 45,1% so với cùng kỳ năm 2022. Còn theo Bộ Tài chính, thì khối lượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn 3 tháng cuối năm 2023 ước khoảng 61.600 tỷ đồng. Hội đồng Vàng Thế giới WGO vừa công bố báo cáo xu hướng nhu cầu vàng quý 3. Trong đó, ghi nhận nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam duy trì ổn định trong quý này, nhưng giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.
Sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu trang sức trong nước giảm 14% so với cùng kỳ, xuống còn 11,9 tấn trong quý 3 năm 2023 so với 12 tấn trong quý 3 năm 2022. Nguyên nhân, lạm phát cao cùng mức độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn kỳ vọng đã ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thị trường vàng được bù đắp bởi sự tăng trưởng nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng với mức chênh lệch 4% so với cùng kỳ, từ 8,5 tấn trong quý 3 năm 2022 lên 8,8 tấn trong quý 3 năm 2023. Chính phủ vừa có nghị quyết về đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội liên quan việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT như đề nghị của Bộ Tài chính cho một số nhóm hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Chính phủ đề nghị giảm 2% thuế VAT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Cụ thể, tiếp tục xem giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu như đã áp dụng năm 2023, tiếp tục rà soát giảm mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước, giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí. Chính phủ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc tiếp tục giảm thuế VAT sau thời điểm 30 tháng 6 năm 2024.